Hello anh em, chào anh em quay lại kênh bán hàng bảy nhật của mình hôm nay ha. Hôm nay mình có ít hàng bảy mình bán cho anh em. Cái nào mình bán mù thì mình nói mù, cái nào hoạt động thì mình nói hoạt động, mà cái nào mù thì chắc chắn nó sẽ mù, bởi vì em đâu có đồ thử đâu, không có đồ pin thử. Cái hai nữa là món nào anh em mua được thì mua, ủng hộ thì tốt ha, rồi ông ủng hộ thì xem thì em cũng cảm ơn. Còn ngoài ra không có gì sân si, nên là anh em cũng đừng có chửi em làm gì. Cái món nào em mua đã đắt thì em bán đắt thôi. Hàng bãi giờ mấy anh em không đi bãi, mấy anh em không biết đâu, anh em đi bãi mấy anh em mới thấy nó ghê gớm. Còn những người ta mua hàng lô hàng xô thì cái giá nó rẻ rồi mình không nói. Không, thôi không nói nhiều, quay lại kênh nè. Đây, đầu tiên là em có một cái con máy mài mũi khoan của Ryobi. Cái con này thì em bán cái xác nha anh em, nói chung mua 400-500 ngàn á ha, 400-500 ngàn á. Nhưng mà em thì không phải thợ, hôm qua mua nó không có cọng dây, về thay cái cọng dây mà lấy của từ của mấy cái máy vô không. Bây giờ em thử cho anh em xem nha. Nó là điện 100V. Đây, em đó, cái cục điện mà bữa em nói với anh em á thì em vẫn chưa là em dùng mà. Nè, cái máy này cái nào mình nói mình chừa là mình chừa ha. Đây, điện 100V nha. Điện 100V. Cái nào ngon thì mình chừa mình xài, cái nào có ít thì mình bán mà nó có ít thôi ha. Đây là cái máy mũi khoan, mà mũi khoan của Ryobi, nhưng mà em không phải là thợ nha, em chỉ thay cọng dây vô thôi, mà nó không chạy cái cục đá. Máy thì chạy bình thường nè, không điện 110. Để em mở được nào em mở thôi, để em mở cái đá này cho anh em xem nha. Còn anh em mua về thử thì anh em cứ mua nghe, chứ em không có bảo hành. Đây, đây là cái máy mài mũi khoan, đá của nó đây ha. Đó, cái nào em mở được thì em mở ha. Đây này, em mở này, cái cốt nó không thấy chạy nha, nhưng cái cục đá nó cực kỳ mới ha, cái cục đá cực kỳ mới nha. Đó, em bỏ vô lại rồi. Cái nào em mở được thì em mở, cái nào còn không mở được thì anh em cứ kêu em mở thì em không có biết đường đâu mà mở nha. Mấy bữa thì có những cái mà mình tránh mất thời gian á thì mình không có mở, rồi những cái mình mở được thì mình mở thôi. Rồi dặn vô lại, cái này mã số 1 ha, em thanh lý cho anh em giá 200k nha anh em. Đây, nó chạy nè, chạy bình thường ha. Còn vấn đề nó không chạy thì sao thì anh em nhắm mua về sửa được á thì hãy mua nha. Em không biết, em không có bảo hành. Rồi, em thanh lý mã số 1 200k nha. Mã số 1 200. Anh em chuyển khoản em bao ship luôn á. Cái con này mua tới 450-500 ngàn, mua ngoài bãi mù, mua mù ha, mua ngoài bãi về gắn dây nó không chạy ha. Mã số 1. Mã số 2. Đây nè anh em, mình cũng mua cái cây lấy dấu tự động nè, mua 200 ngàn. Về mình mua cũng online á, rồi nó gãy, nó không nhảy thì cũng chịu thôi, mình nhắn người ta đâu có hồi âm đâu. Rồi, mã số 2 là gì? Mã số 2. Đầu tiên là mình có một cái bình, cái đèn khò cắm trại camping, con này của Pháp nè. Máy phăng nè ha. Máy phăng. Đây, camping nè ha. Đó, nó để chữ camping đàng hoàng ha, máy gia in phăng camping. Cái này nó còn hoạt động được ha. Còn cái bình ga hồi em mở ra cho anh em xem. Em thử đã, em thử lửa cái đã. Đây, thì nhỏ chơi thôi, bình này nó sắp hết ga rồi nè.
sắp hết ga rồi nè. Thử chơi thôi ha. Thì mở ga, mở sao ta, mở này ra, đúng rồi, mở cái này ra, hoặc là anh em ưng thì lấy cái này đổi cái đầu gì đó để làm cái mở khò gì đó ha. Đây là cái bình ga, bình này nó không có ga, nó hết à. Bình này anh em có thể mua ở trên trang mạng điện tử nó có bán nha. Đó, em chỉ mở chơi vui vậy. Rồi dặn lại đó, cái khò này bán 250 nha. Đây máy in răng rồi, máy số 2 bán cái này 250 nha anh em. Mã số 2 250. Đó, hôm nay mình cái nào mình quay kỹ được thì mình quay kỹ cho anh em ha. Còn nào quay không kỹ được thì anh em bỏ qua. Mã số 3 có một cái cây súng Makita con 090. Hôm bữa có cái bộ trắng mà em bán mất rồi, cho nên con này cũng nhìn hình thức ở ngoài thì cũng đẹp nè. Rất là đẹp nè ha. À, con này hình thức rất là đẹp, nhưng mà tiếc cả là em không có pin để thử nè. Anh em nhìn cái đầu nó đẹp nè ha, cái đầu mới chắc à, cái thân máy nó cũng đẹp nữa. Con này em bán mù cho anh em giá 450 nha. Anh em nào ưng thì mua nha, mua hên xui chứ em không có bảo hành đâu. Em không phải là dân thợ chuyên làm đồ pin ha. À, cái mã này mã số 3 bán 450 nha anh em. Đây, em bắn mù ha, anh em nhìn cái chân pin ha, mọi thứ nó còn nguyên zin nè. Em thì nói chung chịu quá, em bắn mù ấy nha, anh em ưng mua thì mua ha. TD090 10.8. Bữa em có bán cái bộ màu trắng 1.2 triệu rất là đẹp luôn ha. Còn con này giờ không có pin thử, em bán trả bộ rồi ha, 450. Số 3. Mà số 4 có một cái cây vít đóng nè, rất đẹp, hoạt động bình thường. Cây này thì của Nhật, động bình thường ha. Đó. Đây, Impact Driver Japan, cái đầu nó có sử dụng rồi. Cái này nó có cao su chống chống sốc. Rồi bộ nó có ba cái mũi, một cái mũi bằng, cái mũi bằng thì nó để là vết seal, nó để vết seal. Rồi hai cái mũi dài ha, với bộ này đó, bộ này đó, bộ nó vậy đó. Thường nó nằm trong cái hộp, nó có hai thêm hai ba cái mũi nữa mà nó mất ở mũi rồi. Bây giờ mình bán vậy đi, bán cái gì ha, cái vít còn nóng bình thường. Em bán nguyên bộ này 450 nha. À, mã số 4 đi, mã số 4 em bán 450 nha anh em. Số 4 450k, chỉ đóng hoạt động bình thường nha anh em. Hoạt động bình thường ha, 450. Ở chỗ đây cao su nó hơi dính chút xíu, về anh em vệ sinh gì đó vệ sinh ha. Nói chung chống sóc, cái vít đóng chống sóc bán 450 là rẻ hơn bãi rồi đó anh em. Anh em ra bãi anh em mua cũng khá đắt á ha. Cái này trọng lượng nó là 1 kg nha, 1 kg. Cái đầu nó là đầu 1/2 nha anh em. Đây anh em nhìn đầu nó đây, đầu 1/2 lớn nha, 450. Nói chung em mua để em dùng mà giờ hết tiền rồi. Bán thôi ha, 450. Rồi mã số 3. À, mã số 4, mã số 5. À, em có một cái đầu cưa SDE nè, con này cũng Nhật nè ha. Cái đầu này anh em mở vô máy băng vít nó thành cái cưa lọng nè. Nha. Cái đầu cưa lọng nè, bỏ vô máy băng vít nè anh em. Cái cưa nè. Rồi để em gắn mũi cho anh em xem nha. Em có hai cái mũi.
hai cái mũi của Hitachi. Quay chậm chút cũng được ha, gắn mũi cho anh em. Hai cái mũi cưa lỏng của Hitachi, cưa gỗ cưa sắt gì em không biết. Em thấy đẹp thì em mua, em mua về em bán thì anh em là có nhu cầu thì mua. Cái đầu rất là đẹp ha, cái đầu đẹp lắm. Rồi gắn vô nó có cái khía nè anh em. Cái lục giá ý, đây cái lục giác đây, mở ra rồi ghim nó vô rồi xiết nó lại rồi vô thử đây. Ủa, dặn nó chưa vô. Dặn vô lại để mình dặn. Ây da, đụng nó đau quá. À. Cái gì à? Má đau quá. Lại vô. Yeah. Rồi, để tránh mất thời gian bán gì cho lẹ đi. Đó rồi cái chuyện kẹp kiết gì tính sau ha. Rồi bán cái đầu này, cái đầu này với hai cái lưỡi cưa Hitachi này 350 nha, 350.000 cho cái mã số 1 2 1 2 3 4 5, mã số 5 350. Số 5 350k nha. Mã số 5 350 nha. Mã số 6. Cái này một cái la bàn nhân có kim. Nè, cái la bàn rất là đẹp ha, bằng đồng. Đông Tây Nam Bắc hai khối gì đó, rồi này để khóa, đẩy trái tim lên là khóa cái kim này. Còn hạ xuống là nó quay nè ha. Ở bên đây nó có cái thước thủy nè. Bốn cái viên nó bằng đồng. Còn là bàn này làm gì không biết. Bán siêu tầm. Cái này 200.000 nha. Số 6 nha. Số 6 200k. Số 6 200k. Số 7 bằng kêu nhật gì mà giỏng quá. Ở số 7 có một cái kìm dây xích keeper V KB1. Keeper này nó là cây của Đức nha. Keeper KB1 nè. Keeper thì nó là Đức ha, cái cần lê xích. Cái này còn xanh luôn nha. Còn xanh luôn. 16 inch. Ấm 16 đến 90 ha, à, nó siết được ấm 16 đến 90 ha. Đây, cây keeper, cây này 300 á ha. Cây này bán 350 nha. Hàng keeper, hàng của Đức. Em thấy mua dùng được thì mua ha. Cái này là mã số 7 nha. Keeper hàng của Đức. Cái này dùng để mở ống thép ha. Số 7. Mã số 8. Có một cái mỏ led Banco by Sweden 100. Hoạt động bình thường. Cái này nhỏ thôi. Cái này bán 150 nha. Đây cái mồm mép nó như thế này đây. Sự quy định bán 150 nha. Mã số 8.
mã số 850 nha. Mã số 9 có cái cây thước gốc nè, cũng cây này siêu to khổng lồ luôn anh em. Hình con đại bàng. Cái thước gốc nè, ke, cái này cái ke gốc ha. Cái ke gốc đó, siêu to khổng lồ luôn, cái này chắc 30 cm đó. Ở hơn 30 cm á, bằng inox rất là dày nặng nha, đẹp. Bằng inox có đầu con đại bàng. Cái này hệ in hay là hệ gì? Cái thước em để đâu rồi? Anh em không đo. Rất đẹp ha. Nè, kê góc. Còn muốn em siết lại là cứ ngắt ha. Mình xả nó ra. Đó, kê góc hay đo điếc cái gì đó. Đó ha. Rồi siết nó lại. Cây này to lắm, cái này dành cho anh em thợ mộc thôi. Cái này dành cho anh em bên ngành mộc nha. Rất là to, to hơn mấy cái cây kia nhiều. Cái này bán 270.000 nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nha. 9, 2, 70k nha. Cái này giờ anh em cầm, nói chung đi mua 500.000 cũng khó nữa. Chúng ta là 270 đó ha. Đây, rất là to. Đấy, mã số 9. À, mã số 10 có một cái bộ đồng hồ so. Em chưa vệ sinh luôn, mới như thế này thì cần gì phải vệ sinh nha. Đây, cái đồng hồ so Japan chưa sử dụng nè. Còn nguyên hộp nè. Nha. Kingpin nè, Bonjon Birin nè. Cái này là cái đồ đo bạc đạn hay gì á, em không biết. Nói chung so, nó so bi hay sao gì. Thì mình muốn so thì mình phải ghim vô đây. Nó có hai cái cách so. Đó, ghim vô đây xiết lại. Thấy không? Rồi rồi so. Đó. Rồi cái hai nữa là son sao nữa. Nè, nó có cái khớp để gắn cái này vô. Rồi nó có cái khớp á anh em. Gắn cái này vô, xong rồi có nguyên một hệ cái bộ cây gì nữa này. Nó phức tạp lắm. Đó. À, nguyên một cái hệ cây không mà kẹp cái này vô đó, nó kẹp làm sao đó ha. Nói chung là anh em chuyên ngành thì biết thôi. Em bán cái đồng hồ này giá 550 nha. Em bán cái bộ đồng hồ này giá 550 nha anh em. Anh em yêu thì chốt ha. Còn sử dụng thì mấy anh em làm nghề thì mấy anh em sẽ biết thôi. Đồng hồ rất đẹp chưa sử dụng ha. Còn mình thì chỉ thấy đẹp mình mua về mình bán thôi. Đó. Rồi. Nguyên hộp. Đó, ha. 550 nha. Cái đồng hồ đó mua cũng khá mắc luôn. Đó là mã số 10 nha. Mã số 10 550 ha. Số 9 mã số 10 550k. Cái này em mua về lâu lâu em hay so mấy cái cốt máy á. Mã số 11 có một bộ taro cỡ lớn nha. Bộ này 6-7kg gì anh em. Taro cỡ lớn nè. Đầy đủ mũi nè. Đây thêm một mũi nữa nè. Mũi đây mũi máy nè. Em chưa vệ sinh luôn ha. Đây mũi zin ha. Mũi zin của cái bộ này nè. STK 16x20. 16x20. Cái bộ này là bộ đầy đủ luôn. Mũi zin luôn á. Nó không thiếu mũi nào đâu.
đây luôn. STK đây là 18-25. Đó. Thì cái mũi này nằm đây. Cái mũi này nằm đây xích qua ha. Đó. Em chỉ để vậy thôi. Cái tay nè. Còn đây là mấy cái chén tarot. Đây là mấy cái chén tarot này. Đây là 10 ly nè, 15 nè. Cái tay của nó nè anh em. Bộ này to lắm. Anh em ưng thì xúc thôi. Ha, đó, cái tay nó rất là to. Cái bộ này dành cho cơ khí luôn. Còn gia đình chắc không sử dụng tới bộ này đâu. Gia đình thì em nghĩ là bộ này chơi không nổi đâu. Đây là cái cây tắc rô ga châm. Bộ này tới mãi tới 6 kg này. Và đây là cái chén này. Chén này chén 25. Em chưa vệ sinh ha, cho nó không rõ hàng đẹp. Chén này chén nó độ 6 ly. Lỗ này là lỗ 1.75 gì đó ha. Nó nguyên bộ. Cái bộ này bán giá 1 triệu nha anh em. Này, cái bộ này nó zin nè ha. Chai mát STK Green Blast nè, Maya in cho băng nè ha. Bộ này 6 kg lận nha, bán 1 triệu. Mã số 11. To lắm nha anh em, chứ không phải cái bộ rí gì đâu ha. 11. Cái bộ, mấy cái bộ rí kia, ký hay ký á, anh em mua nó cũng đã giá 1 triệu rồi. Nhưng mà không phải em bán, người ta bán. Mã số 12. Và cái đồ cắt khăn nè. Ba đồ máng khăn gì đó ha. Mà cái này nó đẩy vô tường, lúc máng thì nó bật ra. Ba cái giá 150 nha. Mã số 12. Còn mấy cái bún Mỹ. Rồi, còn ba cái búa Mỹ bán nhanh luôn ha. Anh em nào ưng á thì đây là cái cây búa bi. Đầu bi nhỏ, cây này không biết nhiêu ao hết. Nó có tên có số gì bên đây nè. Để zoom lên cho anh em xem ha. Đây. Cái số gì đó còn cái hiệu nó đây, Craftsman, cái này cây cổ nha. Búa cổ búa bi đầu bi nè, rất đẹp ha. Bi cổ. Cái cây này bán 350 nha. Búa của Mỹ. Anh em mua hết bộ thì mã số 13 350 300. Em bán cây này 300k nha. 300k mã số 13. Mã số 14 cây này bự hơn. Cây này to hơn nè. Cây này cũng Craftsman luôn, cổ luôn. Mấy cây này khoảng 194 mấy gì đó ha. Đây. We Sabrewood kêu gì đây. Cái đầu bi rất đẹp nha. Cái này to hơn cái kia, cái này gấp đôi. Cái này bán 450. Mã số 14. 450. 14. 450k. 15. 700. 14 450 số 15. Cây búa nhổ đinh của hiệu Craftsman luôn. Cây này mấy cái búa này búa cổ nha nè. Em siêu tầm rất đẹp ha. Nhìn đầu nó nè, rất là đẹp luôn. Nêm rin, cán rin,
gắn riêng cho nên nó có mới có chữ Grabman này nè đó ha, nhưng mà điều là cái chữ nó bị phai rồi ha, có chữ ở đây nè, gắn riêng cho búa nhổ đinh rất đẹp, cái này 700.000 nha, mã số 15 rồi, hôm nay em lên 15 mã đó anh em, chào anh em nha, anh em ưng mã nào thì nhắn tin hoặc alo cho em ha, em vẫn luôn ưu tiên chuyển khoản nha, cảm ơn anh em.